Xin chào, lại là Trường và Mong Quan đây. Dạo này mình thấy có nhiều bạn thích tự vọc vạch, tự mua máy về xong tự setup luôn. Thì các bạn có nhắn tin cho mình rằng là làm thế nào để có thể chuyển dữ liệu toàn bộ từ máy cũ sang một chiếc máy mới. Và mình cũng được hỏi thêm là làm thế nào để chuyển cho nó giống iPhone nhất. Tức là bình thường ở trên iPhone các bạn sẽ có cái phần quét ngay khi mà các bạn mở máy mới lên. Quét vào và từ đó máy sẽ chuyển dữ liệu sang y hệt luôn. Những cái sắp xếp ứng dụng và các thứ nó sẽ giống y hệt như máy cũ. Thì làm sao để có thể làm được ở trên MacBook? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và bắt đầu ngay sau intro nhé. Hơi khác ở trên iPhone một chút thì ở trên MacBook sẽ được cài sẵn một ứng dụng mặc định ở trong máy luôn. Đó là ứng dụng hỗ trợ các bạn chuyển dữ liệu, nó có hình như thế này. Nó tên là Migration Assistant, có sẵn ở trong máy luôn nhé, tất cả các bản hiện hành luôn. Và các bạn sẽ cần có một số thứ để chuẩn bị như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần có một cái cáp chuyển. Đây là một cái dây chuyển đổi. Cái dây này thì các bạn sẽ cần tìm những loại dây mà hỗ trợ để chuyển dữ liệu nhé. Nếu mà là dây Thunderbolt hỗ trợ cả xuất màn cả chuyển dữ liệu được thì tốt. Còn không thì cần dây chuyển dữ liệu thôi là xong. Cái ứng dụng Migration Assistant này nó không yêu cầu các bạn là phải có dây đâu. Các bạn có thể dùng qua mạng được. Nhưng mà tuy nhiên mình vẫn khuyến khích là có dây thì chuyển nó sẽ ổn định và nhanh hơn. Trước khi bắt đầu hướng dẫn thì mình sẽ cần có một số lưu ý rất quan trọng mà các bạn cần phải để ý trước khi làm nhé. Thì nếu như các bạn chuyển qua bằng Wi-Fi thì hãy kiểm tra tốc độ mạng trước để xem tốc độ mạng có ổn định hay không và tốc độ mạng có đủ nhanh hay không để có thể chuyển dữ liệu qua. Bởi vì thường những dữ liệu trên máy tính của các bạn sẽ rất là nhiều mà các bạn không có một cái tốc độ mạng tốt hoặc ổn định thì chuyển thời gian nó sẽ rất là lâu và có thể là sẽ bị lỗi nữa. Nên là tốt nhất là nên kiểm tra mạng trước khi chuyển nhá. Thứ hai, nếu các bạn đã quyết định dùng Wi-Fi để chuyển rồi thì hãy để cho hai máy ở gần nhau được thì tốt. Còn nếu không thì chỉ ít các bạn cũng phải để cho cùng một loại Wi-Fi nhá. Tức là các bạn cùng đăng nhập vào một cái Wi-Fi cho cả hai máy thì mới chuyển được. Chứ còn ví dụ như một cái các bạn để là, mình sẽ để ví dụ như tên của bên mình nhá, Mac One chẳng hạn. Một bên Wi-Fi tên là Mac One, một bên tên là Wi-Fi Mac One 5G thì nó không nhận đâu. Nên là phải để cùng một tên Wi-Fi này. Thứ ba, khi mà chuyển song song giữa hai máy Mac với nhau thì các bạn cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý về macOS. Đó là, đây bây giờ mình sẽ quy định ở trong video này nhá. Chiếc máy này sẽ là chiếc máy có dữ liệu và chiếc máy này sẽ là chiếc máy nhận dữ liệu. Thì ở chiếc máy có dữ liệu này các bạn sẽ cần có cái macOS nó bằng hoặc là thấp hơn so với cả cái macOS của chiếc máy mới thì các bạn mới chuyển được. Bây giờ mình ví dụ như máy này của mình đang là macOS 14 chẳng hạn, mà chiếc bên này là macOS 13 thôi thì sẽ không chuyển được đâu nhá. Các bạn sẽ cần phải update cái bản bên này lên để đảm bảo là không bị sai sót cũng như là xảy ra lỗi trong quá trình chuyển của chúng ta. Và điểm thứ tư này mình sẽ đặc biệt phải lưu ý với bạn nào làm code. Mình đã từng gặp rất nhiều các trường hợp mà khách hàng làm code đến đây chuyển dữ liệu máy như thế này, nhưng chuyển rất lâu và sẽ mất vào khoảng vài chục cho đến cả trăm tiếng. Thì mình cũng đã rất thắc mắc là không hiểu là tại sao chuyển lại lâu như thế, trong khi file lúc tính toán ra chỉ có mấy chục GB thôi. Thì sau một thời gian mình làm thì mình mới phát hiện ra rằng là những cái file code của các bạn á, những cái dòng code nó quá nhỏ, thành ra là khi mà chuyển sang nó rất là lâu, nó chuyển từng file một nó rất lâu. Nên là nếu như bạn nào mà làm code thì nên sắp xếp lại dữ liệu hoặc là có thể là chuyển lên đám mây hay lưu trữ ở đâu đó trước khi mà chuyển sang, hoặc là tối giản lại cái lượng dữ liệu đi để có thể chuyển sang một cách tốt nhất nhá. Còn lại thì mình thấy là đa phần các ngành nghề khác thì không bị ảnh hưởng gì trong cái cách chuyển như thế này. Ok, đó là bốn lưu ý của mình và bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn luôn nhá. Ok, thì ban nãy mình đã nói là mình sẽ cần phải có một cái wifi chung với cả hai máy. Thì ở đây mình sẽ có wifi tên là Mac One VP nhá. Rồi, quay sang bên này. Mình đã kết nối sẵn máy này là wifi Mac One VP rồi. macOS ở đây mình đang để là macOS Sequoia bản 15.1. Beta cũng được, không sao nhá, beta vẫn ok. Bên này mình cũng đã update lên 15.1 rồi. Và bây giờ mình sẽ kết nối wifi cho máy bên này. Ok, đến đoạn này thì các bạn continue này và nó sẽ hiện ra cái phần Migration Assistant cho chúng ta. Thì ở bên này các bạn sẽ mở ứng dụng Migration Assistant ra. Đây, như thế này. Bấm continue ở bên này. Nhập mật khẩu vào. Và Migration Assistant sẽ đóng tất cả các ứng dụng lại trước khi mà tiến hành chuyển dữ liệu cho các bạn. Ở phía bên máy mà đang cần dữ liệu mới này, các bạn sẽ chọn vào phần đây nhá, nó sẽ hỏi các bạn là muốn lấy dữ liệu từ đâu. Từ một máy Mac hoặc là từ cái lưu trữ nào đó, hoặc là từ máy Windows. Ở phần máy Windows này thì mình sẽ có lưu ý một chút, đó là nếu như các bạn dùng máy Windows là máy trước và bây giờ các bạn chuyển sang Mac thì các bạn sẽ cần cài một cái phần mềm mà mình sẽ để đường link ở phía bên dưới để các bạn có thể cài. Thì nó sẽ tương tự như việc các bạn chuyển từ máy Android sang máy iPhone thôi. Ứng dụng đó sẽ hỗ trợ các bạn chuyển với cái giao diện tương tự như thế này. Ok, quay sang bên này một chút nhá. Đối với cả máy đang có dữ liệu thì các bạn sẽ để vào phần To Another Mac này.
Còn cái này các bạn sẽ chọn là from a Mac nếu như đây là máy Mac. Nào, tiếp này. Ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn cần phải cắm sạc. Thì chúng ta sẽ cắm sạc thôi. Rồi, máy này mình đã cắm sạc. Thực tế ra thì những cái máy chip Intel như này chúng ta mới phải lo lắng về vấn đề pin thôi. Còn những chiếc máy như chip M này thì mình có thể tự tin, bởi vì mình đã sạc full cho máy này rồi, mình có thể bấm continue luôn. Đó, bây giờ đã nhận máy của mình này. Và mình đã nói là sẽ có hai phương thức để kết nối, tức là sẽ có cả wifi và qua cáp. Thì mình đang muốn là chuyển nhanh hơn nên mình sẽ dùng qua cáp để nó ổn định và nhanh hơn nhé. Việc cắm cáp này các bạn có thể cắm ở bất kỳ cổng nào, cổng trên hay cổng dưới đều được, miễn sao là cắm được hai máy vào với nhau. Ok, sau khi cắm xong các bạn bấm continue ở máy nhận dữ liệu nhé. Continue này. Ở đoạn này nó sẽ bắt đầu tổng hợp dữ liệu và bắt đầu tính toán các phần dữ liệu cho các bạn. Lát nữa sẽ có một cái màn hình để nó nhảy ra, sẽ có 4 phần chính để nó tính toán. Phần user, application và một số các cái phần khác trong cài đặt của máy. Ở đây thì qua rất nhiều lần chuyển thì mình rút ra được rằng là dữ liệu nó sẽ chuyển sang rất ok. Nhưng mà những kết nối, ví dụ như kết nối Bluetooth thì các bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Thì cái đấy nó cũng là một phần nhỏ nhỏ thôi, chắc là cũng không ảnh hưởng gì đâu. Các bạn có thể nhìn ở cái máy chuyển dữ liệu sang nhé. Nó sẽ chọn luôn là chuyển dữ liệu từ dây Thunderbolt này. Đó, thì cái phần mà mình vừa nói nó sẽ có 4 mục chính ở đây. Thì phần này nó sẽ bắt đầu tính toán. Ở đây các bạn hoàn toàn có thể bấm continue được luôn. Nhưng khi mà các bạn bấm continue ở đây luôn thì nó sẽ tính toán dữ liệu vừa tính vừa chuyển nên nó sẽ rất lâu. Nên là mình khuyên các bạn là nên để chờ rồi tính hết cả 4 mục này, sau đó mới bắt đầu bấm continue nhé. Đó, thì bây giờ nó đã tính đầy đủ của chúng ta về các mặt dữ liệu rồi. Các bạn chỉ cần bấm continue vào đây. Ở phần set password này các bạn có thể để mật khẩu giống như bên này, hoặc là các bạn để những cái mật khẩu đơn giản thôi. Nhưng mình thì sẽ để mật khẩu đơn giản trước, 1234 nhé. Continue. Và như thế thì chúng ta sẽ cần để máy ở đây và hai máy sẽ tự làm việc với nhau. Đến lúc xong là ok thôi. Tuy nhiên thì vẫn phải lưu ý là các bạn vẫn nên ngồi canh một chút trong cái thời gian đầu này để xem là cái thời gian nó có giảm đi nhanh hay không. Như ban nãy mình đã có lưu ý về trường hợp của những bạn code, thì có thể như khi các bạn đã có sắp xếp hoặc là dọn lại dữ liệu rồi nhưng mà chưa chắc nó đã hoàn thiện hoàn toàn thì vẫn phải ngồi canh ở đoạn đầu này. Nếu mà thời gian nó có tụt xuống nhiều thì ok, thoải mái. Còn nếu như thấy thời gian nó vẫn đứng im và càng ngày nó càng tăng lên thì phải lưu ý đấy nhá, phải ngồi canh đấy. Đấy, đến cái đoạn này mình thấy thời gian đã tụt xuống khá rồi thì mình có thể đi ra ngoài làm việc một tí, xong lát mình quay lại chờ hai máy nó xong thôi. A few minutes later. Đó, xong rồi. Thì như này là đã ok rồi, máy nó sẽ tự động khởi động lại cho các bạn. Và bên này các bạn cũng sẽ bấm xong, máy sẽ trở về cái chế độ ban đầu. Ở chế độ này thì các bạn sẽ cần nhập mật khẩu để mở nhá, nó giống như kiểu các bạn restart lại máy thôi. Ok, và mình sẽ mở ở đây và chờ cho chiếc bên này lên để mình so sánh xem là nó có sự khác biệt gì không. À đấy, nhân tiện có một số bạn hỏi mình là tại sao màn hình của bên Pro Intel nó hay bị nháy cái kiểu hình như ban nãy vừa rồi. Thì cái đấy nó chỉ là cái việc mà máy nó khởi động lên và thi thoảng nó sẽ có một chút gọi là xử lý ở trong máy, nó hiện ra những cái hình đấy thôi, không vấn đề gì đâu nhá. Đó, thì đây là gần xong rồi. Complete. Done. Ok, và mật khẩu bản thân mình để là 1234 nhá. Enter này. Ở đây các bạn có thể nhập luôn Apple ID nếu như đây là máy của các bạn. Thực ra máy này mình đang test thì mình sẽ không nhập Apple ID, mình sẽ setup later. Skip này.
mình sẽ không chọn phần 5V. Đừng chọn cái này nhá, cái này thì mình không khuyến khích chọn lắm, mặc dù nó cũng là một tính năng hay. Touch ID bỏ qua đi. Đó, nào. Thì bây giờ các bạn có thể so sánh giữa hai cái màn hình ở đây. Để mình skip qua mấy cái này. Nhiều cái linh tinh quá, trời ơi. Wow. Đó, có một số ứng dụng mà nó sẽ cần phải cấp quyền lại đây. Ví dụ như ứng dụng Banana Bean này, nó sẽ yêu cầu cấp quyền lại để có thể sử dụng được ứng dụng. Cái này mình bỏ qua đã nhá. Trước tiên các bạn hãy nhìn vào cái phần màn hình ở đây. Mình đang để sẵn hai file này ở đây để các bạn có thể xem được cái sự giống nhau. Thì cả hai file đều được sắp xếp như thế. Xuống dưới phần thanh dock này thì tất cả các ứng dụng mình để như thế nào? Từ Spotify, Word, Excel, Zalo, rồi iPhone Mail Ring, tất cả mọi thứ đều giống nhau. Ngay cả bên trong phần ứng dụng này cũng sẽ khá là tương tự. Mặc dù là sẽ có đôi chút khác biệt một chút ở các ứng dụng mà nó không thể chạy được ở trên máy này, thì nó sẽ có sắp xếp đi lại một tí. Nó sẽ đẩy hết ra bên ngoài này cho chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên thì như này đã là đầy đủ ứng dụng cho các bạn rồi. Và có một lưu ý là nếu như các bạn dùng những cái phần mềm mà nó hơi ma giáo một tí, như ở đây là mình đang dùng hai phần mềm này, hơi bị miễn phí, thì chúng ta sẽ phải cài lại nhá. Những phần mềm như này sẽ phải cài lại. Còn những ứng dụng mà có bản quyền đầy đủ này, hoặc là các bạn có sử dụng miễn phí, thì đây, nó đều có thể sử dụng được ngay lập tức và không cần cài lại luôn. Kể cả file này, bây giờ vào Finder nhá. Đây, Finder, vị trí file, các thứ nó sắp xếp cho chúng ta vẫn giống y hệt như là ở chiếc máy cũ. Tất cả mọi thứ đều ok, đầy đủ. Và như vậy là xong rồi, chúng ta đã hoàn thiện việc chuyển dữ liệu từ một chiếc máy cũ sang một chiếc máy mới. Ok, hy vọng là với video này có thể hỗ trợ các bạn phần nào trong việc mà tự setup máy tại nhà. Và nếu như các bạn cần thêm một video nữa để mình hướng dẫn chi tiết hơn về việc chuyển từ Windows sang cho Mac, thì comment ở bên dưới nhé, mình sẽ làm ngay một video nếu như các bạn cần. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.